Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với series lớp học chiến thuật của thầy Tabi. Ở trong phần 3 này, mình sẽ giới thiệu đến anh em một giáo án cực nét, đó chính là 4-1-1, chơi với một số chín ảo theo phong cách của Tây Ban Nha năm 2012. Và hiện nay thì kênh YouTube của Tabi cũng đã bật được chế độ hội viên. Anh em có thể đăng ký tham gia ngay để ủng hộ Tabi có thêm những động lực sản xuất nhiều video chất lượng hơn để phục vụ mọi người. Sẽ có rất nhiều ưu đãi cho anh em hội viên, như là anh em sẽ có huy hiệu riêng dành cho những người hâm mộ, sẽ có những biểu tượng cảm xúc riêng. Tên user của anh em cũng trên YouTube cũng sẽ là những màu sắc vô cùng nổi bật, được ưu tiên trả lời bình luận trong mỗi buổi livestream đông người theo dõi. Một điều nữa là anh em sẽ được xem trước những video mới ra mắt của Tabi trước những người khác. Cảm ơn anh em đã tham gia chương trình hội viên để ủng hộ cho Tabi. Điểm qua một chút về sơ đồ 4-1-4-1 hay còn gọi là 4-6-0 này. Điểm mạnh của nó sẽ là một hàng tiền vệ dày đặc lên tới 6 người ở khung trung tuyến, sẽ khiến cho bạn tạo ra một áp lực rất tốt lên đối phương ở những tình huống pressing. Khi tấn công, bạn cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi hai tiền vệ cánh và hai tiền vệ trung tâm đều dâng lên, giúp bạn có nhiều mảng miếng hơn khi có bóng ở trong chân. Khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cũng sẽ dễ dàng hơn khi bạn có quá nhiều những sự lựa chọn để luân chuyển bóng. Một điều nữa là, vốn dĩ hệ thống này sẽ chỉ có một CDM thuần, nên khi phòng ngự, nếu anh em không giữ vị trí cầu thủ này đủ tốt, sẽ khiến hàng phòng ngự trở nên cực kỳ mong manh. Ok, bây giờ mình sẽ đi về phần chiến thuật đơn. Về chiến thuật đơn thì sẽ có vài thứ sau đây. Ở vị trí CF, mình vẫn sẽ dùng một chiến thuật đơn mà mình thích nhất. Đó sẽ là một cột tấn công giả, hay ở đây anh em còn gọi là một số 9 ảo. Nhiệm vụ chính của CF này sẽ là di chuyển thu hút hàng phòng ngự đối phương và tạo khoảng trống cho các cầu thủ còn lại. Một vài cái tên mà mình sẽ tiến cử cho anh em ở vị trí này, đó là Benzema, Harry Kane, Wayne Rooney và thậm chí có thể là Thomas Muller. Với hai cầu thủ chạy cánh, mình sẽ để bám biên nhằm mục đích mở rộng chiều ngang của đội hình. Ngoài ra, nó cũng nhắm đến việc là kéo giãn cự ly đội hình của đối phương để cho các cầu thủ ở trung tâm sẽ có nhiều khoảng trống hơn. Một điểm mấu chốt ở trong sơ đồ chiến thuật này mà mình có một chút biến tấu, đó là cho một CM dâng cao, đá như một tiền đạo khi đội mình có bóng tấn công. Và có lẽ ở vị trí này sẽ không có ai phù hợp hơn là cụ Gullit, vị thần đa năng của F4. Thành quả như nào, tí nữa anh em sẽ được thấy ở video thực chiến. Khi một CM dâng cao thì chắc chắn người còn lại sẽ phải giữ vị trí để cân đối với mặt đội hình. Ở đây mình sẽ để Kevin De Bruyne chơi ở mức cân bằng nhằm mục đích giữ đủ quân số ở khu vực trung tâm. Và đây cũng là một vị trí có thể tận dụng được khả năng chuyền bóng tốt của Kevin De Bruyne, một trong những tiền vệ công hay nhất của FIFA Online 4. CDM thì chắc chắn sẽ là giữ vị trí và không được dâng quá cao, bởi bản chất đây sẽ là một cầu thủ phòng ngự chính của anh em trong hệ thống này. Bộ tứ vệ thì mình sẽ set up theo một cách cơ bản nhất để giúp cho đội hình có được sự an toàn cần thiết khi phòng ngự. Về chiến thuật đội thì mình sẽ để ở đây cho anh em có thể tiện theo dõi. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần thực chiến của sơ đồ này ở trong game. Điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận ra đó là với số lượng hàng tiền vệ rất đông ở khu vực giữa sân, việc lôi chuyển bóng sẽ cực kỳ dễ dàng. Và ở tình huống này, anh em sẽ nhận thấy việc có một CM tham gia tấn công sẽ gây bất ngờ cho đối thủ như thế nào. Bóng đến chân Gullit ở trong vòng cấm thì điều gì xảy ra có lẽ anh em cũng biết rồi. Đây là một tình huống thể hiện rõ giá trị của một số 9 ảo với Benzema, lùi về nhận bóng để xây dựng lối chơi, đồng thời tạo khoảng trống cho các tiền vệ cánh xâm nhập. Ngay sau đó dâng lên để nhận bóng ở một vị trí thuận lợi. Và đây là kết quả cho pha lên bóng vừa rồi. Một điều nữa anh em nên lưu ý khi tấn công đó là nên triển khai thật chậm, chờ cho đến khi các cầu thủ tạo thành một vị trí đứng như những hình tam giác nhỏ để có thể đưa ra được những lựa chọn nhanh và bất ngờ, cộng với đó là sự đẹp mắt khi ban bật. Ở những tình huống dạng như thế này, anh em nên quan sát rộng ra hai bên cánh để có thể tung ra những đường chuyền tạo nên sự bất ngờ lớn cho đối phương. Và đây cũng sẽ là một trong những bài đánh quen thuộc của hệ thống này, khi mà CF đã lùi sâu để thu hút hậu vệ đối phương. Một lần nữa xin được nhấn mạnh rằng, khi những tam giác chuyền bóng xuất hiện, tỷ lệ có bàn thắng sẽ là 90%. Dưới đây sẽ là một vài tình huống highlight của mình khi đá sơ đồ chiến thuật này cùng với đội tuyển Tây Ban Nha đương đại.
Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về cách phòng ngự khi chơi sơ đồ này. Việc đầu tiên đó là khi chuyển trạng thái sang phòng ngự và đang có tình huống phải chịu phản công từ đối phương, anh em nên ưu tiên việc cầm CDM lùi đúng về vị trí trước mặt 2CB và hạn chế đổi trỏ, tránh việc đổi trỏ quá nhanh khiến cho đội hình phòng ngự bị loạn. Ngoài ra, kỹ năng dùng C kèm người thấp để có thể block được những đường chuyền của đối phương và khả năng tính toán thời gian tắc bóng của người chơi cũng là rất quan trọng khi phòng ngự với sơ đồ này. Cố gắng tập trung và đọc tình huống xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo cũng là một cách để bạn có thể nâng cao khả năng phòng ngự của mình. Nếu tập trung xem kỹ ở những tình huống dưới đây thì anh em sẽ biết rằng tình huống nào nên áp sát, tình huống nào nên lùi lại và tình huống nào thì giữ trỏ, tình huống nào thì nên đổi trỏ trong một tình huống phòng ngự. Hãy nhớ rằng cự ly đội hình luôn là một điều tối quan trọng trong phòng ngự. Chốt lại câu chuyện về 4-1-4-1 thì theo mình đây là một sơ đồ rất cân bằng trong cả công và thủ. Vấn đề cốt lõi của nó sẽ nằm ở nhịp lên bóng. Ở đây mình sẽ tạm gọi là tốc độ lên bóng cho anh em dễ hiểu. Mình có cảm giác đây không phải là một sơ đồ phù hợp cho những anh em nào chơi nhanh, chơi tốc độ cao và chơi theo kiểu là chọc và chạy. Đây sẽ là một dạng sơ đồ phù hợp hơn dành cho những anh em chơi theo kiểu bình tĩnh và thiên về ban bật nhỏ, ngắn. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình làm video về chiến thuật trong FIFA Online 4. Chắc chắn là video nó sẽ vẫn còn những thiếu sót, sẽ còn những cái nó chưa được ok lắm. Rất là hy vọng anh em sẽ để lại những ý kiến đóng góp ở dưới phần bình luận để cho mình có thể lắng nghe được ý kiến của anh em và tiếp tục thay đổi bản thân mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra để xem video của mình. Nếu anh em thấy video hay và bổ ích, đừng quên để lại cho Tabi một like video và một subscribe kênh để mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều những nội dung hơn nữa về FIFA Online 4. Chính xác Computer, một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu về PC gaming, linh kiện điện tử và chăm sóc khách hàng. Đến với Chính xác, bạn sẽ luôn được phục vụ chu đáo, tận tình nhất, sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về PC gaming. Và đừng quên nói với Chính xác rằng tôi có mã giảm giá Tabi để nhận được 10% ưu đãi khi mua sản phẩm.